tên là Bùi Vũ Nguyệt Minh, mình hiện là sinh viên K19 ngành quản lý công nghiệp tại đọc chương trình chất lượng cao tại đọc Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Nói một chút về cái thành tích trong quá khứ của mình, thì mình còn là nghệ sĩ piano và vào năm 2017 thì mình được vinh danh là một trong 10 công nhân trẻ tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời thì hiện tại mình cũng đang hợp tác với giáo sư tiến sĩ Tom Sand tại đại học North Park University ở Chicago, nghiên cứu về những cái dự án hợp tác về âm nhạc hướng tới thay đổi cộng đồng. Theo thống kê thì cái tỷ lệ sinh viên đại học Bách khoa xuất phát từ trường điểm và trường chuyên là rất cao, và điều này thì cũng không phủ nhận khi mà trường chuyên và trường điểm cho các bạn một cái nền tảng và một cái số phát điểm cái khởi đầu rất là tốt. Nhưng mà cái điều rất là đáng tiếc đó là cái hệ thống này á, đôi khi nó không phù hợp với cái lịch trình hoạt động biểu diễn của cá nhân mình. Nên là vào năm học lớp 8 thì mình đã quyết định chọn cái hệ thống trường khác. Thì mình đã chuyển từ trường Quốc tế Á Châu về trung tâm giáo dục thường xuyên ở quận 10. Trước khi mình học bất kỳ ngôn ngữ nào, kể cả tiếng Anh hay là tiếng Đức hay là tiếng Trung, thì mình đều rất là chú ý cái việc là đưa nó vào một phần của cuộc sống. Chỉ là kể cả một cái phương pháp, như ví dụ phương pháp nghe thụ động chẳng hạn, đôi khi bạn không cần phải thực sự hiểu nó nói gì, nhưng mà bạn bật cái đài báo lên, bạn nghe, bạn như để nó thấm từ từ vậy đó. Giống như một đứa trẻ 3-4 tuổi khi nó nghe bố mẹ nói á, nó thành một cái thói quen cái âm thanh đó, một cái trí nhớ về âm thanh. Ngoài ra thì mình rất là thích đọc sách báo, ví dụ như là tiểu thuyết nè, ví dụ như là những cái tạp chí khoa học nè, rồi ví dụ như những cái sách vở học thuật liên quan tới cái chuyên ngành của bạn, cái khả năng ngoại ngữ của bản thân, hoặc là một cái cách giải trí hơn, bạn có thể nghe nhạc. Mình thấy rất nhiều, như bản thân mình học tiếng Hoa là ta nghe nhạc, tiếng Đức cũng là nghe nhạc rất nhiều qua các phim ảnh. Ví dụ như là có thể coi một số cái đài, ví dụ như tiếng Đức thì có Deutsche Welle, tiếng Trung thì có CCTV, tiếng Anh thì có ví dụ như BBC hoặc là Bloomberg. Thì những cái đài báo đó là những cái kênh thông tin vừa về vấn đề thời sự, vấn đề học thuật, đồng thời cả về cải thiện vấn đề ngôn ngữ của các bạn. Hoặc là các bạn có thể coi các chương trình truyền hình, hoặc các bạn có thể coi những cái phim điện ảnh nổi tiếng, ví dụ như là Gone with the Wind, ví dụ như là Wuthering Heights, hay là kể cả những phim như The Avengers. Đó đều là những cái nguồn để các bạn có thể cải thiện cái khả năng ngôn ngữ của bản thân. Theo quan điểm của cá nhân mình thì mọi thứ đều có tính biện chứng, thì cả có ước mơ cũng có tính biện chứng. Ví dụ như là hồi lớp 5 thì mình từng có một cái suy nghĩ, mà dù là thoáng qua thôi, nhưng mà mình rất là muốn trở thành một luật sư. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng thì mình vẫn trở thành một sinh viên tại học Bách khoa. Thì cũng một phần vì cái sự biện chứng này mà mình đã có những cái điều chỉnh nhỏ trong cái con đường sự nghiệp nghệ thuật của mình để học tập tại khoa quản lý công nghiệp tại trường đại học Bách khoa, với cái mong ước là có thể được cống hiến nhiều hơn cho cái ngành công nghiệp âm nhạc tại Việt Nam. Trong hơn 10 năm cái theo đuổi con đường nghệ thuật này, đã tới cả ngày hôm nay, ngay cả khi mà mình đã nhập học tại trường đại học Bách khoa như một sinh viên của khoa quản lý công nghiệp, thì mình vẫn tìm mình những cái cơ hội để du học đây từ một khóa rất là ngắn hạn, giống như gần như là exchange student vậy đó. Thì khi mà mình đi tham gia các cuộc thi hay là lưu diễn, thì song song với việc đó mình cũng tìm kiếm những cái giáo sư và các trường đại học ở nước ngoài, ví dụ như là nghệ sĩ Alexander Schimpf tại Đức, để có cơ hội để học tập và trau dồi thêm cái kiến thức âm nhạc của bản thân mình. Và tất nhiên là sau khi tốt nghiệp đại học Bách khoa thì mình cũng có một cái mong muốn là có thể nghiên cứu chuyên sâu hơn về ngành quản trị âm nhạc. Những cái khó khăn đầu tiên cũng là có thể là cái khó khăn lớn nhất trong nghệ thuật, đó là bởi vì âm nhạc không có tính đúng và sai, nó không phân định cái ranh giới đúng và sai, và cái ranh giới nó cực kỳ mập mờ. Nó cực kỳ khác toán học ở điểm đó. Toán học bạn làm bài toán đúng thì nó là đúng, và nó là sai. Nhưng nghệ thuật không hề có một cái ranh giới rõ ràng như vậy. Không ai có thể định nghĩa được nghệ thuật, không ai có thể định nghĩa được âm nhạc, cũng không ai tạo được một công thức thành công trong con đường nghệ thuật hay con đường âm nhạc cả. Cái điều khó khăn thứ hai đó là cái việc dung hòa giữa giới chuyên môn trong nghệ thuật và khán thính giả. Bởi vì nghệ thuật và âm nhạc phụ thuộc gần như là rất nhiều vào cái cảm xúc của cái người nghe, cũng như cái cảm xúc của người chơi nhạc. Nên là cái việc dung hòa giữa cái chuyên môn và giới khán thính giả là một điều cực kỳ khó khăn. Và cũng một phần là do cái khái niệm về đúng sai trong nghệ thuật là một khái niệm không tồn tại. Cũng vì nhận ra được cái khó khăn này đó, nên là mình mới có một cái mong muốn là được góp phần xây dựng một cái ngành công nghiệp âm nhạc tại Việt Nam. Bởi vì mình tin rằng là mặc dù chúng ta không định nghĩa được âm nhạc, nhưng chúng ta có thể hoàn toàn định lượng được những hoạt động xung quanh âm nhạc,
Và khi những cái hoạt động này được tổ chức một cách có hệ thống, có logic, thì cái người nghệ sĩ biểu diễn sẽ thăng hoa hơn nhiều. Và đó cũng là cái điều mà mình rất là hy vọng sẽ được thấy trong thời gian tới. Cái những điều mà em học được tại khoa quản lý công nghiệp rồi nó rất cực kỳ hữu ích, ví dụ như là những cái môn như kế toán tài chính này, kinh tế vi mô, quản trị đại cương, marketing, thì đó đều là những cái môn mà em tin là sau này sẽ đóng góp rất là nhiều trong cái vấn đề về ngành quản trị âm nhạc, cũng như là những cái mở rộng những cái ước mơ khác của bản thân em nữa, tại vì cũng không biết được là sau 4 năm thì cái ước mơ của em nó sẽ biến chứng đi tới đâu hết. Tất cả những kiến thức nền tảng này nghĩ là sẽ là một cái khởi đầu rất là tốt cho cái con đường sự nghiệp của bản thân em sau này. Và cũng bởi vì đây là những cái môn mà nó mang cái hàm lượng định tính kết hợp với định chuẩn rất là cao, nên là em hy vọng là ngoài cả vấn đề đóng góp về mặt chuyên môn thì nó còn đóng góp vấn đề về trong cuộc sống, giúp cân bằng cái cuộc sống giữa cảm xúc và lý trí trong con người.